Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Viện. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn có cuộc sống sung sướng, giàu sang. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn chỉ đến vào những thời điểm nhất định mà chúng ta nên biết để nắm bắt. Theo thầy Gia Cát luận đoán về lá số tử vi của 12 con giáp, những ngày đầu tháng 9 qua đi cũng là lúc kết thúc vận xui. Sau ngày 26 tháng 9 âm lịch, gặp nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên mây. Trong ngày này, các bạn nên lập kế hoạch mới, chuẩn bị đón lấy cơ hội đổi đời giàu sang, giúp cuộc sống có nhiều suôn sẻ hơn. Dù còn một vài điều chưa vừa ý, nhưng các bạn vẫn sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Để biết mình có nằm trong top 1 những con giáp may mắn hay không, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhờ thực thần như là ánh sáng soi rọi để cho con giáp tuổi Sửu nhìn được mọi việc sáng tỏ. Công việc bạn dứt khoát và hiệu quả. Những người đang thất nghiệp có thể tìm được vận may hoặc là khởi nghiệp kinh doanh và có được sự hỗ trợ của những người tốt. Tương xung khuyên bản mệnh, chớ nên giữ im lặng vì đó là thuốc độc cho mối quan hệ hiện tại. Việc nhẫn nhịn trong mối quan hệ để giữ hòa khí là điều không hiếm thấy. Tuy nhiên, lúc này bạn nhận ra việc giữ im lặng chỉ khiến mối quan hệ bạn đang bảo vệ trở nên xa cách hơn. Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là trong tình hình nắng nóng như hiện tại. Bạn nhất định phải hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nhất như giữa trưa nhé. Ngoài ra thì nên ưu tiên ăn uống để những món ăn làm mát cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Nhờ có chính ấn xuất hiện, cho thấy ngày mới có nhiều sự kiện đang mong chờ nơi công sở đối với con giáp tuổi Dần. Người tìm việc có thể có cơ hội tốt, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ những nhân vật hữu ích. Thổ mộc xung khắc khuyên bản mệnh tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết trong ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng, mỗi người có một phong cách sống riêng, phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và thu nạp thông tin khác nhau. Bạn không nên bắt ép ai đó phải tin và làm theo bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bản mệnh hãy tận dụng những lợi thế đang có để xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Như vậy thì bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu, về dài. Nhờ có quý nhân, thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến. Cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Các mối quan hệ, hợp tác, làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho bạn. Bạn làm quen được với nhiều khách hàng triển vọng. Chuyện mở rộng thị trường thuận lợi đến mức đáng ngạc nhiên. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức tăng lương vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo tin tưởng và giao phó. 3. Tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, ngày thiên ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ, cho tuổi Mão cơ hội điều chỉnh cảm xúc. Bạn bình tĩnh hơn trong việc đánh giá ưu và nhược điểm của bản thân. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan tới tiền nong. Nếu có mất mát thì cũng hãy nhớ rằng, thứ gì đổi được bằng tiền đều rất rẻ, bạn vẫn có đủ năng lực kiếm được số tiền đã mất. Nhờ có tam hợp để nương tựa, nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái trong các mối quan hệ của mình ở ngày hôm nay. Tình cảm của bạn với một nửa của mình đã đong đầy hơn xưa, cũng nhờ vào sự biết chia sẻ, cảm thông cho những khó khăn của nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mùi.
Nhờ có thực thần mang tới năng lượng tích cực cho tuổi Mùi, nhờ thế mà bạn rất hăng hái, tham gia những nhiệm vụ được sao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bản mệnh lúc này nhận được nhiều sự hỗ trợ, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Hôm nay, tinh thần của bạn tốt lên, có thể vì tình hình tài chính đã cải thiện. Có người mang đến cho bạn tin vui về tiền bạc, thúc đẩy những lợi ích trong hợp tác, đầu tư, giúp bạn thu nợ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Dậu. Thiên tài mang theo lời chúc về tài lộc cho con giáp tuổi Dậu muốn khởi động việc kinh doanh, buôn bán của mình. Những ai đang thu gom tiền bạc đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng. Hôm nay, bản mệnh thể hiện được sự tích cực và nhiệt tình, song rất dễ nổi nóng, có bẩn và cư xử tùy tiện khi không vừa lòng. Rất có thể nửa kia có thể xoa dịu hay kiềm chế những khi bạn hung hăng. Bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây ra căng thẳng. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được tốt lên theo thời gian, nhất là những ai vừa trải qua phẫu thuật thì rất nhanh hồi phục. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6 tuổi Hợi. Chính quan nâng đỡ để những ai đang học hành, nghiên cứu có một tuần khá là tốt. Những người đang tìm việc có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người thông qua các thông tin hữu ích. Nhờ có tam hợp mà đời sống tình cảm của bạn suôn sẻ, may mắn, cho bạn gặp được người phù hợp. Do đó, người độc thân hãy mở lòng mình ra, thoải mái đón nhận những mối quan hệ mới. Những cặp đôi nên dành thời gian hẹn hò riêng tư để hâm nóng tình cảm của mình đi nhé. Thổ thủy xung khắc cho thấy có chút rắc rối về chuyện tiền nong nhưng không đáng kể. Chúng giúp bạn bình tĩnh nhìn ra bản chất của một người, sau đó bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi giải quyết được mọi việc bằng chút tiền, không ảnh hưởng lắm tới kế hoạch của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Khoảng thời gian này, người tuổi Hợi đã dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Phong cách làm việc khoa học của bạn đã được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Trên phương diện tài lộc, người làm ăn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu. Trong chuyện tình cảm là con giáp may mắn ngày 26 tháng 9 âm lịch, nên người tuổi Hợi độc thân tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Để nhiều người thấy được ưu điểm của mình thì có thể sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy. Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!